Con nhờ thầy cô và các bạn hôm nay là Phương Chi. Hôm nay con sẽ thuyết trình bài của con. Ở bài nào của con hiện tại thì nó có chức năng gì nhỉ? Con thì là làm về giá vàng Việt Nam nét vàng Việt về đây là cái link để vào phần đấy. Còn đây là phần tìm kiếm về bảng giá vàng. Đây là phần Việt Nam nét này để xem giá vàng ở Việt Nam. Bài làm của con hiện tại thì còn lỗi gì không? Chúng ta sẽ pin ra được một cái sĩ số của giá vàng. Và chúng ta vào bảng giá vàng. Rồi, ok, thế bài làm của Phương Chi thì hiện tại còn lỗi gì không ở Phương Chi? Đây là giá vàng ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đây là biển mua giá vàng 30 ngày gần nhất. Con đã thấy hết rồi ạ. Rồi, Phương Chi có nghe rõ thầy nói không nhỉ? Hình như là loa của Phương Chi có vấn đề đúng không? Thầy không nghe thấy Phương Chi phản hồi. Con có nghe rõ thầy nói không? Thầy không nghe thấy con nói đâu. Có lẽ là loa của con có vấn đề hay sao? Con xác nhận lại một lần nào. Đấy, bây giờ thầy đang gọi con này. Con có nghe rõ thầy nói không nhỉ? Có hả? Rồi, ok. Thế Phương Chi bị mất cái bài code ấy, cái bài code và cái dự án ấy thì con mới mất à hay là mất từ được mấy tuần rồi? Mới mất thôi á. Ừ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì thầy thấy là cái bài làm của con hiện tại giờ là nó còn chưa có cái module đen gâu nhá. Đấy, cứ chưa có cái module đen gâu mà cái module này thì thầy đã hướng dẫn cài ở buổi học số 1 rồi và thầy thấy là con có cập nhật bài tập về nhà. Đến buổi học số 3 số số 3 rồi đúng không? Đó, thế như vậy thì đây là cái nội dung ấy mà con chưa cài đặt cái framework DanGo và con chưa tạo app tạo project DanGo thế cho nên là hiện tại chương trình con chưa chạy được. Thì bây giờ con phải xem lại từ cái bài làm từ cái bài học đầu tiên nhá, từ cái bài học đầu tiên. Đấy. Tức là từ cái chương mà lập trình web ấy là con phải làm lại từ đầu hết thì con mới có thể thực hiện được nha Phương Chi nha. Con phải làm lại từ đầu đấy, toàn bộ tất cả các phần cấu hình các thứ là con cần phải làm lại hết chứ dự án này nó không giống như dự án trước là con mất cốt thì xong là 1 2 tuần là con không học không là xin cốt của thầy về là làm là không không được nha, điều là không được. Hiện tại bây giờ ấy thì thầy đưa cho con một cái code preview là ok thôi đấy, nhưng mà cái phần cấu hình thì thầy không thể cấu hình cho con được, mà đây là máy của con thì con phải tự cấu hình đấy, thầy không thể tự thầy, thầy không thể thể là gửi giống như là những cái dự án trước đâu đúng không? Thì thầy đã nói với tất cả các bạn vấn đề này rồi nhé, là dự án này hoàn toàn khác các cái dự án game lần trước nhé.
là chúng ta sẽ không thể xin code của thầy xong đó là chỉnh sửa một chút đi để thuyết trình giống như các cái dự án trước được đâu. Thế cho nên là các bạn phải học thật là nghiêm túc. Đó, chúng ta phải thật là nghiêm túc nha, và chỉ cần nghỉ học một buổi thôi là chúng ta phải hoàn thiện lại ngay phần bài tập về nhà, chứ nếu không là chúng ta sẽ không theo được. Đó. Thì Phương Chi, nhiệm vụ Phương Chi về nhà như này này là con sẽ mở lại cho thầy ngay bây giờ luôn cũng được nha. Đó, con mở lại cho thầy cái trang đầu tiên của sách lập trình với Python nha. Đó, chương đầu tiên là bài số 1 đấy. Đó, thì con xem lại xem là cái chương đầu tiên bài số 1 thì nó nằm ở trang bao nhiêu. Đó, đây, nó là bài số 2 nhé, bắt đầu từ bài số 2 nhé, bắt đầu từ bài số 2, bài số 1 thì nó là bài lý thuyết thôi, đúng không? Nó chưa có cái phần thực hành. Đó, thì con xem từ bài số 2 cho thầy và bám sát cái phần thực hành cho thầy nhé. Đó, bám sát cái phần thực hành cho thầy. Đó, được chưa? Thì con xem từ bài số 2 nhé. Con xem từ bài số 2, trang số... Đây, trang số 84 nha. Trang số 84 của sách lập trình với Python nha. Đó, thì con thực hành từ đấy cho đến hết bài học số 7 nhé. Đó, cho đến hết bài học số 7. Thực hành đến đâu thì nếu mà có vướng mắc gì thì hỏi thầy đến đấy nhé, Phương Chi nha. Đó, ngay bây giờ thì con phải làm luôn vấn đề này nha, việc này. Bởi vì con bị mất bài thì con phải làm lại từ đầu nhé. Đó. Rồi, ok, cảm ơn bạn.